Hằng nói với ông Vĩnh là có người quen trong giới địa ốc, có thể mua nhà với giá rẻ. Thực ra ấy, anh đăng ký căn hộ, có thể bán phần nào, mua, bán cho nó cơ động nhất. Anh mua để đầu tư thôi mà. Với em mà anh còn phải nói như thế à? Chẳng là em sẽ tìm được cho anh căn nhà nào đẹp nhất rồi. Yên chí đi, quân tử nước ngôn, mai chuyển tiền luôn, ok. Nhớ nhá, nhớ cái mồm đấy. Tiền nhưng mà ngờ nghệch lắm. Mà làm một vụ này á, bằng một cây cúc cả đời đấy. Nhưng mà, nếu mà làm ta phải làm gì? Bây giờ nhá, mày đóng giả là người môi giới nhà đất, người quen của tao. Sau đó, khi mà lão ta chuyển tiền rồi ấy, tao sẽ cho mày gặp lão. Mày chỉ cần bảo với cả lão ý là căn đấy bán rồi, vừa giới thiệu lên căn cao cấp hơn. Thế là xong, còn mọi chuyện cứ để tao lo. Sợ lắm, nghe cái như lừa đảo ấy. Lừa đảo cái gì mà lừa đảo? Giúp tao đi. Sợ lắm, tao nghĩ ăn. Ôi, nghĩ làm gì? Tiền tỷ đấy mày ạ. Đây là Mây, cái bạn em. Anh chào anh ạ. Người quen mà em đã giới thiệu cho anh để mua căn nhà đấy. Còn giới thiệu với mày, đây là anh Vĩnh, bạn tao. Cảm ơn em rất nhiều. Anh nghe Hằng nói là căn rất là đẹp đúng không ạ em? Vâng, đẹp đây là cháy hàng đấy anh ạ. Này, cháy với ai chứ không cháy với tao đúng không? Thì hôm trước nói với mày là còn một căn đấy, nhưng mà hôm nay thì lại còn căn khác đẹp hơn anh ạ, khang trang hơn, tiện nghi hơn và đặc biệt là khả năng thanh khoản cao hơn rất nhiều lần ạ. Cũng trong dự án đấy luôn, chỉ có điều là giá hơi cao một chút ạ. Hơn là bao nhiêu ạ? Dạ 13 tỷ giá anh ạ, nhưng mà anh ơi, ắt sắt ra miếng. Quan trọng là căn này rất đẹp, anh mua ngay bán chắc chắn là có lãi. Thực ra anh nhưng mà đất sắp ra miếng mà. Thôi thì kể ra cái căn kia cũng bán rồi đúng không em? Dạ vâng ạ. Anh biết là anh sẽ đưa lần này nhé. Cảm ơn em. Mai anh sẽ gọi điện trần sống. Đây này, anh nhìn cái nhà này này. Mười ba tỷ tám mà em. Ừ. Rộng lắm. Ồ, anh buồn cười nhỉ, đắt nó sắp ra miếng đấy. Anh phải quyết định thật là nhanh đi. Anh. Đây, đây có phải là nhanh không? Nhưng mà ký vào đây có bị làm sao không? Có thể
Ôi sao với Tâm cái gì? Bây giờ ấy, có làm sao thì vẫn cứ phải ký. Đã cưỡi lên lưng hổ rồi. Mà có cái thương với đâu. Mình đang một lão em ngờ ngạch lắm. Nên là cứ ký đi, không sao đâu. Cái chỗ này ai ký? Thì... Chị Lý ơi, cho em nhờ một tí. Có gì thế ạ? Chị ký cho tôi một chữ vào đây. Ký gì thế ạ? Cứ hỏi nhiều thế nhờ, bảo ký thì cứ ký đi. Giấy tặng chú tặng vắng chứ cái gì. Đây, ký một chữ, đây ký vào đây này. Ký đi. Tôi có biết chữ đâu. Chỉ biết viết mỗi tên tôi thôi mà. Ôi, đã bảo là ký vào giấy tặng chú tặng vắng thì cứ ký đi. Làm như là chữ ký tổng thống không bằng. Đấy. Cược vào vụ này. Ừ thì 100 triệu. Nhưng mà làm cho nó tốt rồi đấy. Chị yên tâm. Thằng này sửa đẹp với chị. Thằng bánh thì để trả tiền. Nếu mà lỗ lọc có trách. Tôi không hiểu. Không hiểu mà. Chị Hằng đấy. Nhưng mà tôi nhận tôi hơn 13 tỷ, tôi phải nói chứ. Đừng có lật lọc, còn không thì...